Kính thưa quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý khách quý, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và tất cả thành phần dân Chúa. Trong giờ phút đặc biệt này, xin phép được nói đôi lời với anh chị em thuộc hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Anh chị em còn nhớ Thánh Đế công bố quyết định thành lập giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm giám mục Tiên Khởi đã diễn ra tại chính nơi nhà thờ chính tòa Văn Hạnh vào ngày 11 tháng 2 năm 2019. Mới đó mà đã 2 năm rồi. Nhưng rất tiếc, đó là lại 2 năm đầy thăng trầm và hoạn nạn. Có người đã càm ràm rằng giáo phận Hà Tĩnh sinh bất phùng thời, vì không những sinh ra giữa đại dịch Corona Vũ Hán mà còn phải hứng chịu thiên tai lũ lụt. Suốt thời gian qua, chúng ta đã tích cực phấn đấu xây dựng giáo phận mới, đã hoạch định chương trình mục vụ tổng quát, lên kế hoạch lập các tiểu ban phân bố công tác. Tuy nhiên, dù nhiệt thành, dù quyết tâm và tài năng phấn đấu đến đâu đi chăng nữa, thành công còn lệ thuộc ở yếu tố thời gian. Kính thưa cộng đoàn, bất chấp mọi hoàn cảnh và nghịch cảnh, anh chị em đã cộng tác để văn phòng Tòa Giám mục Hà Tĩnh đã được tân trang làm trụ sở tạm thời và ngôi trường tiền chủng viện Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã cấp tốc hoàn thành. Hai trung tâm đa năng, vừa làm nhà vượt lũ, vừa làm trung tâm văn hóa tâm linh, cũng vừa được đặt viên đá đầu tiên. Hy vọng rằng các trung tâm đa năng khác, và đặc biệt ba khu tái định cư cho các nạn nhân lũ lụt tại Quảng Bình sẽ khởi công trong nay mai. Suốt mười mấy năm qua, tại khắp các giáo hạt và giáo xứ, nhiều ngôi nhà thờ và nhà chung cứ nối nhau mọc lên trên khắp giáo phận. Một số người phàn nàn về phí tổn tài chánh và cho rằng đã sử dụng quá nhiều công sức của giáo dân. Có người còn phê bình về sự hoang phí hay xa hoa nào đó trong một số công trình xây dựng. Tuy nhiên, nếu nhìn thêm từ một góc độ khác, hồi tưởng lại những ngày xa xưa vùng đất khắc nghiệt này, với chủ trương xóa trắng tôn giáo tại một vài địa phương, ở thời bao cấp, cộng thêm hậu quả khốc liệt của chiến tranh, rồi lụt lội, nghèo đói, biết bao ngôi nhà thờ, nhà xứ, nhà trường đã bị đổ nát, hoang tàn, tang thương. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã đó, phải chăng công tác tái thiết các cơ sở tôn giáo nói trên còn là một sự biểu lộ và khẳng định của niềm tin tôn giáo, của lòng đạo của mảnh đất này? Nhưng dù sao đi chăng nữa, nói đi rồi cũng phải nói lại, nhất là nói theo ngôn từ của Đức Giêsu, chắc chắn chúng ta cần phải thực hiện cái này mà đừng bỏ cái kia. Và cái kia nói đây trong ngôn từ của Chúa chính là sứ vụ loan báo tin mừng, cộng thêm chiều kích tâm linh và nhân bản trong mục vụ của chúng ta. Những năm gần đây, chúng ta vẫn nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh tối thượng của Thiên Chúa: hãy đi và làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Thầy. Nhờ ơn trên, chúng ta cũng gặt hái được một số thành quả nho nhỏ. Đã đến lúc phải quyết tâm đặt sứ vụ loan báo tin mừng thành ưu tiên số một. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết tưởng cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng gia đình và con người, đặc biệt việc đào tạo giới trẻ. Trong bối cảnh một đất nước tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, đất đai,
một ngày hiếm đi, mà con người ngày càng thêm đông. Chúng ta phải đi lên từ bộ não, chứ không phải từ cơ bắp hay đầu gối. Mấy năm gần đây, Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế cao. Đó là một niềm vui. Tuy nhiên, cho đến nay, phải chăng sức cạnh tranh kinh tế của chúng ta chủ yếu vẫn dựa trên thâm dụng lao động cơ bắp, lao động rẻ tiền, gia công lắp ráp, chứ chưa phải từ não bộ, từ sáng kiến, từ giá trị gia tăng. Càng đau buồn hơn khi phải chứng kiến hiện tượng giới trẻ đang ồ ạt bỏ học, theo nhau đi xuất khẩu lao động, khi mới học xong lớp 12, hay tệ hơn, chưa xong cấp 3. Thử hỏi những người trẻ đó sẽ đóng góp gì cho đất nước và giáo hội ở giai đoạn cách mạng 4.0? Khi nguồn năng lực lớn lao nhất cho phát triển là kỹ năng sáng tạo, đổi mới không ngừng. Hơn bao giờ hết, chúng ta rất cần một giới trẻ hăng say học tập, dấn thân phục vụ, khát vọng vươn cao, chứ không phải một lớp trẻ bằng lòng với giải pháp mì ăn liền. Rất mong quý cha, quý sơ, quý phụ huynh suy nghĩ thêm về vấn đề quan trọng này, để sớm có chương trình hỗ trợ thiết thực cho giới trẻ. Con xin chân thành cảm ơn Thiên Chúa và tạ ơn Đức Thánh Cha Francisco đã cho con kết thúc sứ vụ giám mục giáo phận Hà Tĩnh giữa lúc trời còn sáng. Kết thúc sứ vụ giám mục như quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn biết, nhưng không bao giờ kết thúc sứ vụ loan báo tin mừng và cũng không được quyền nghỉ hưu. Đúng hơn, vào chính lúc này, phải chăng đang khai mở một giai đoạn mới của công tác loan báo tin mừng với đường hướng, nhịp điệu, cách thế khác nhau trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục và bác ái xã hội. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và quý bạn suốt những năm dài khó khăn luôn cùng nhau trăn trở kiếm tìm chân thiện mỹ, đồng thời can đảm dấn thân phục vụ người nghèo, chăm sóc người khuyết tật, bảo vệ các nạn nhân của xã hội, hỗ trợ kiên quyết cho nhân quyền và tự do tôn giáo. Chân thành cảm ơn các đức tổng, các đức cha, quý khách quý đã từng nơi xa đến để cầu nguyện cho giáo phận Hà Tĩnh trong một hoàn cảnh, trong một ngày rất đặc biệt. Cuối cùng, xin từ biệt và chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Xin rộng lượng miễn thứ cho tôi về những thiếu sót, bất cập hay sai lầm. Ai không buồn khi thấy một vài chương trình tốt đẹp vẫn còn dang dở và các ước mơ mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ. Nhưng đời là thế. Ước mong của tôi là được sắm trọn vai trò hành giả của Đức Kitô. Hy vọng rằng nếu có cơ duyên hay nếu Chúa muốn, biết đâu một ngày bất ngờ nào đó chúng ta sẽ hội ngộ và lại tiếp tục đồng hành với nhau trên đường đời vạn nẻo. Xin chân thành cảm ơn.